sau khi quán triệt và thực hiện cái chủ trương về công tác đặc xá và sự chỉ đạo. Ngày 1 tháng 10, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đủ điều kiện đặc xá của tỉnh. Theo Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về công tác đặc xá năm 2024, tỉnh Vĩnh Long có 12 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù được xét đề nghị đặc xá. Đây là các phạm nhân trong số 3.763 phạm nhân trên cả nước có quá trình cải tạo tốt, đủ điều kiện được đặc xá, vừa được Chủ tịch nước ký ban hành quyết định đặc xá vào ngày 29 tháng 9 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Căn cứ vào quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, sáng ngày 1 tháng 10 tại trại giam Công an tỉnh tổ chức lễ công bố các quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 12 phạm nhân. Trong đó, có 6 phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Công an tỉnh. 6 phạm nhân còn lại đang chấp hành án tại nhà tạm giữ Công an huyện.